Phấp phấp đi câu cá trên hồ băng mà Phan chỉ lo kêu yên tâm rồi. Họ lý do mới thấy cực kỳ đáng quý. Đúng như tuyên bố khi tạm khép drama cạch mặt cách đây hơn một tuần, tối ngày 13 tháng 12, Khoa Phấp đã trở lại các clip review du lịch thuần tí. Tập mới nhất tiếp nối hành trình ở Alaska của Khoa Phấp và Vương Phạm, hai người tham gia nhiều hoạt động thú vị như câu cá trên băng, săn cực quang, cái kết Sukana nhưng vẫn mang lại trải nghiệm lý thú, mở mang tầm mắt cho người xem. Tuy vậy, bên dưới phần bình luận vlog, netizen phát hiện nhiều comment nhắc đến cụm yên tâm rồi hoặc mang nghĩ tương tự. Khi đọc cả câu, nhiều người mới thực sự nhớ ra ý nghĩa quan trọng của nhận xét này. Hóa ra, netizen vẫn luôn theo dõi Khoa Phấp mấy ngày vừa qua. Hơn 5 ngày kênh không đăng clip mới, nhiều người đã cảm thấy lo lắng và suy nghĩ xa. Việc này bắt nguồn từ vài lần Khoa Phấp nhắc rằng khi anh không đăng clip mới nữa là mọi người có thể hiểu là có chuyện. Nhưng thực may, không có chuyện xấu nào xảy ra. Nam Vlog chỉ đang bận khám phá Alaska mà thôi.